trứng, lại là trứng, món ăn sinh viên. Sinh viên giờ tôi muốn trở lại về cái thời sinh viên. Trời ơi, trời ơi. Ê, tôi đang nghe quá khứ không thể nào quay trở lại được. Qua mà, rồi. Mà tôi đâu có mấy cái học lớp 6 mà sinh viên ta. Còn lớp 6 có gọi là sinh viên không? Sinh viên. Sinh viên kiểu cấp 2. Ờ. Sinh viên cấp 1, sinh viên tiểu học rồi là sinh viên mẫu giáo. Ờ. Lớn tới nữa gọi là sinh viên đại học. Đúng không? Ừ. Nhưng mà người ta nói á, chiên trứng không phải là dễ nha. Anh nói chị mắc cười quá, con nít mà chiên được, đập trứng lên cái chảo nóng lên chiên ụp vào lại là xong rồi. Thì người ta nói hỏi nhiều khi mà một người phụ nữ mà về nhà chồng hoặc là một người bạn trai hỏi em có biết nấu cơm không? Biết. Nấu mì, chiên trứng đúng không? Ừ. Nhưng mà sai. Tại vì cái trứng chiên á rất là dễ cháy. Ông công nhận đó không? Đúng rồi. Trứng chiên là phải cháy, hầu như là 100% tôi chiên hầu như là bữa nào ăn cũng rồi trứng cháy hết trơn á. Đúng rồi. Anh giờ giữ bây giờ cái này đúng không? Ông có cách nào mà chiên trứng không cháy không? Chiên trứng không cháy? Chứ không, cái chiên trứng hầu như là cái mặt ở dưới là nó cháy hết à. Đúng rồi. Không có cách nào. Thì đơn giản thôi, bây giờ em sẽ chia sẻ anh cách chiên trứng không cháy. Không cháy cái mặt dưới. Cháy. Không cháy. Tôi nói ông mà quá trình mà đợi mà ông cho ông nhỏ lửa đi. Ờ. Ông nhỏ lửa thì cái mặt trên nó lại chín không, nhanh. Đúng rồi. Còn ông nhỏ lửa lớn mặt trên chín nhanh nhưng mà dưới nó lửa lớn nó cháy. Đúng rồi. Đem chia sẻ cho cách chiên trứng không bị cháy. Để tuy nó đơn giản nhưng mà nó thực tế. Để tôi lấy bếp ga nè, chảo nè. Ừ, anh lấy mấy cái đồ nghề anh pha đây anh thiết kế cho. Mọi người pha trứng thì mua cái pha bình thường, cho thêm một ít nước nữa để cho chúng ta nó sốt nha. Ủa, trứng gà bự. Để trứng vịt hả? Trứng vịt. Mày. Chiên trứng cho một miếng nước vô đó, nó mọi người khi mọi người đánh lên mọi người chiên là trứng mọi người nó sốt sốt giống như là bánh bông lan vậy đó. Mình phải đánh cho nó hòa quyện nhau đúng không? Ừ. À, quan trọng là cái đánh đúng không? Ừ. Không phải muốn chiên trứng là chiên đâu, muốn chuyện ông nói chuyện nó cừ. Rồi, anh cho thêm một ít dầu vô nữa. Dầu chiên thần. Cho nó thơm nó béo. Ủa chứ trứng là chưa đủ béo hả? Chưa, ít dầu cho nó thơm nó béo. Rồi chúng ta đánh đều một lượng lên luôn. Ừ, ít dầu vô, okay. Đánh thơm nó béo. Đánh đúng không? Ừ. Đánh cho nó tan hết luôn quá. Ừ. Đánh có ngày không? Rồi cảm thấy anh cảm giác nó sốt sốt là ok rồi. Được chưa? Rồi ok, bây giờ anh cho dầu vô anh chiên. Chiên trứng không bị cháy. Nó mà đánh cái này nó muốn rã tay luôn. À, anh cho ít dầu vô. À, nóng bắt đầu ra mình đổ vô đúng không? Đúng rồi. Cách chiên trứng không bị cháy nha mọi người. Tuy nó đơn giản nhưng mà thực tế anh thấy đa số mọi người chiên trứng hay bị cháy cái mặt ở dưới. Cái mặt dưới nó cháy hết rồi mà mặt trên vẫn chưa chín. Đúng. Kiểu vậy. Nó phải chờ lật. À. Ok, đợi nóng rồi là quất ha. Ờ đúng à. Đổ vô. Rồi, ok. Anh lấy cái nắp anh đậy lại. Ủa chiên trứng ai đậy nắp trời? Chiên trứng lại phải đậy nắp, đậy nắp nó mới sốt. Phải không? Ừ. Rồi, để nắp lại. Rồi, kín lại luôn hả? Kín hơi. Rồi, ok. Để lớn luôn hả? Để đu riêu không cần lớn đâu, để đu riêu như bình thường anh thôi. Đừng lớn nó cháy nữa. À, để trung bình đúng không? Ừ, để trung bình đu riêu thôi được rồi. Ok. À, rồi, ok. Anh cứ để đó. Nó sốt. Ừ. Mà không bị cháy. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhớ là một người để chế độ riêu riêu thôi, gọi là mà chín bằng hơi thôi. Là ok rồi. Nó phồng lên như bánh bao à. Sao mà nó cao dữ ta? Hả? Tại vì hồi nãy chúng ta có cho nước nữa đó. Đồ chiên trứng cái này thôi luôn mà nó cháy không? Anh lỡ lên mới biết được. Hả? Mà cái gì đâu mà nó bự dữ vậy nè. Đâu cháy đâu? Đồ không bị cháy. Úp lại. Úp lại. Úp lại. Nóng quá. Nóng quá chừng giữ không nổi á. Hay là cái nón? À nó cái nón quên. Nó vàng được, cháy đen là ok nha. À. Đó, đẹp quá đẹp luôn nè. Ủa mà sao nó có lõm dữ vậy? Nó hơi đẩy lên đó, tại vì chúng ta chiên với nước mà, mới là hấp hơi mà. Ok luôn rồi. Đó, chiên trứng không bị cháy. Thế này à, là vừa đẹp luôn rồi. Mà trứng có xốp không ta? Xốp rộp luôn. Thôi cứ ăn miếng này. À. Ủa nãy bự lắm mà. Nó rút lại. À. Trứng này đúng trứng vịt mà kiểu vịt ta này nọ nó không có có vàng đúng không? Ủa sao nó xốp rộp ra ơi. Đó, mọi người cho ít nước vô, ít dầu vô, mọi người đánh đều tay là thấy nó sụp rộp à. Ăn nó nhiều nữa.
nó không có chai. Ừ, như bánh bông lan. Ừ, xốp ngon không? Xốp lắm. À, ăn ăn kiểu giống như y như bánh bông lan á. Ừ, tuyệt, ngon, tuyệt vời, tuyệt. Đó, ok, chia sẻ mọi người cách chiên trứng nó không bị cháy ở dưới nha, đơn giản vậy thôi. Chúng ta chịu khó đậy nắp và để lửa hiu hiu râm râm thôi, hâm thôi, chín bằng hơi là ok rồi. Cái này ăn cơm đúng bài luôn. Ừ, rồi ok, nhớ đăng ký bật chuông, hẹn lại tới tiếp sau.